vậy để hỗ trợ thêm cho các anh chị những vấn đề các anh chị cần lưu ý cũng như là cần thiết khi mình chuẩn bị trở thành công dân của nước Mỹ. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là SSN. Vậy SSN là gì và nó có giá trị như thế nào? Với các anh chị, SSN là viết tắt của Social Security Number, là một cái mã số để chính phủ Mỹ họ có thể theo dõi tình trạng của các anh chị. Chứ qua cái mã số SSN thì họ có thể xác định được nhân thân của các anh chị, cũng như là những cái quyền lợi mà các anh chị được hưởng, ví dụ như là trợ cấp xã hội dành cho anh chị cũng như là cho gia đình của mình. Bên cạnh đó thì các tổ chức tài chính cũng sử dụng mã số SSN để có thể xác định được nhân thân của các anh chị. Đối với một tấm thẻ SSN thì mặt sau của thẻ an sinh xã hội sẽ có hai thông tin, đó là họ tên đầy đủ của các anh chị và địa chỉ cư trú của chúng ta. Sau khi các anh chị nhập cảnh thì thẻ SSN sẽ được gửi về tận nơi mà các anh chị đăng ký. Một điểm lưu ý là thẻ an sinh xã hội được làm bằng giấy nên các anh chị lưu ý là chúng ta nên cất giữ cẩn thận để tránh làm rách hoặc là làm ướt, để giữ cho cái thẻ của chúng ta không bị hư hỏng về sau này. Trong trường hợp thẻ an sinh xã hội của các anh chị bị mất, bị hư hỏng hoặc là bị lấy cắp thì các anh chị có thể liên hệ ngay với SSA để đề nghị cấp lại thẻ mới. Hy vọng là những thông tin vừa rồi có ích cho các anh chị, và Minh Tâm hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau với những nội dung cũng rất là quan trọng cho gia đình mình khi định cư Mỹ. Cảm ơn các anh chị, xin chào và xin hẹn gặp lại.